Cause it's hard for me to lose in my life. I found only time will tell. I will figure out that we can, baby, we can do the when I stand here. Feeling so high, feeling so low, feeling you'll never be gone. Oh, feeling so high, feeling so low. Chính ấy, là đã chọn cái nơi hoang vắng rồi.
ngồi trên xe này mình quay lại để nhìn trên tin đó, mình đâu có đi ra đường để mình. Không biết ở đây nó có mấy cổng nữa. Mình cứ đi vô cổng này là được rồi. Trời ơi, đây nè, Đông Bắc Cô Xuân Hiệp nè. Đẹp thế nhỉ? Ừ. Đại hội giới trẻ trong tuần này nè. Mà đi được đại hội giới trẻ này cũng vui nhỉ. Được, mình xuống đây luôn phải không? Rồi, cảm ơn. Đẹp quá, nhà mình nhà to nhỏ. Kiếp gần này mà cũng kiếm được nhiều đấy. Đấy. Mà tại vì nó đi ra đường quốc lộ á. Đông Bắc Cô Xuân Hiệp, nhà thờ cái này là nhà thờ Xuân Hiệp, dòng Đông Bắc Cô. Nhưng mà đây đây toàn là ở các vị thánh đây này, toàn các vị thánh Hồng Liên ơi. Nên thánh là chư toàn bốn phận trong niềm vui. Học thần học ở trong đây đó Liên, trong cái khu đó. Đi học ở trong đấy mẹ. Ừ, học ở trong đó. Cô làm từ thiện và đang nấu cho học sinh ăn. Nhỏ hơn trên Đà Lạt. Nhà mình cũng đỡ lắm, nhà mình nhỏ vẫn rộng thế thì cũng rộng. Đang hải thì nó không có cái sân hải. Cô trong nhà phố. Ôi, cha này mình xem đúng luôn đấy mẹ. Cha này mẹ gặp cha nhiều lần. Trên chiếc cổng chính của nhà thờ và đứng ở trên ban công nhìn xuống này quay hết đẹp nhất. Nhưng mà còn chi nhánh nữa mẹ ở đâu? Chi nhánh hóc mộ biết à, chi nhánh đấy chỉ riêng dành cho các trẻ thôi à. SDB là cái gì? Em có biết SOB SDB là các thầy của Don Bosco, các cha ấy, là không có của. Hai mẹ con đi tham quan nhà thờ giáo xứ Xuân Hiệp. Thông tin tiếp theo được cập nhật tại thời điểm này từ
chỗ này vẫn là về thành phố Thủ Đức, nhưng một bên là Bình Dương. Vâng, trái, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Rồi, đúng rồi. Đây.